sóng về nơi đồi cáo bay một vòng tay Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời được biểu tình ở Hồng Kông có chứng minh sự ưu việt của phương Tây so với Trung Quốc giới dân chủ Việt Nam nghĩ gì về đợt biểu tình phản đối dự luật dẫn độ hiện đang diễn ra ở Hồng Kông khi tuyên truyền về chủ đề này trong tuần qua, họ đã chủ yếu khai thác hai thông điệp. Trong thông điệp thứ nhất, họ khen Hồng Kông và chê Việt Nam. Họ viết rằng, qua việc hàng triệu người Hồng Kông tự giác biểu tình trong trật tự vì quyền lợi của chính bản thân, mà không cần sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái nào. Có thể thấy, chế độ đa đảng đã khiến Hồng Kông thành một xã hội trưởng thành, đạt đến trình độ cao về văn minh nhân quyền và ý thức dân chủ. Trong khi đó, vì hầu hết người Việt Nam không quan tâm đến biểu tình, có thể thấy chế độ độc đảng đã biến Việt Nam thành một xã hội chưa trưởng thành, thiếu hiểu biết về chính trị, u mê. Ngoài ra, họ cũng khen thanh niên Hồng Kông anh hùng và chê thanh niên Việt Nam hèn nhát, vô cảm, từ đó gây tranh cãi trong chính cộng đồng của họ. Trong thông điệp thứ hai, họ chia thế giới theo kiểu chiến tranh lạnh, trong đó hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ở cùng phe độc tài con người biểu tình Hồng Kông và các nhóm chống đối Việt Nam ở cùng phe thế giới tự do. Từ góc nhìn đó, họ công kích nước Trung Quốc, mô hình chính trị và văn hóa Trung Quốc, rồi kêu gọi Việt Nam theo Hồng Kông thoát trung, dung nhập mô hình chính trị và văn hóa của Mỹ. Cảnh đoàn biểu tình dọn rác trên đường phố hoặc nhường đường cho xe cứu thương và người đi bộ đã thể hiện những đức tính tốt đẹp và đáng nể phục của người dân Hồng Kông. Nhưng trong sự nể phục này, chúng tôi vẫn không thể đồng ý với giới dân chủ Việt Nam trên ba điểm. Thứ nhất, cần thận trọng khi nhận xét rằng xã hội này tiến hóa hơn xã hội kia. Tiến hóa không phải là một đường đua chung giữa các loài, mà là một quá trình kéo dài hàng tỷ năm, trong đó mỗi loài tìm nhiều con đường riêng để thích nghi với nhiều môi trường sống riêng biệt. Trong tiến hóa, không có đúng sai. Mỗi loài có thể tiến hóa theo nhiều con đường phân nhánh khác nhau và mỗi môi trường có thể dung dưỡng nhiều cách tiến hóa, thích nghi khác nhau. Trong tiến hóa không có cao thấp. Con cá dễ cho rằng con người ở cấp tiến hóa thấp hơn vì con người chết sau 5 phút sống dưới nước. Vì vậy, thay vì coi con người như sinh vật ở cấp tiến hóa cao nhất, khoa học hiện đại chỉ coi con người như sinh vật tiến xa nhất về ngôn ngữ và khả năng tư duy. Quan điểm rằng trình độ tiến hóa của một xã hội tỷ lệ thuận với số cuộc biểu tình hoặc với khả năng tự tuân thủ kỷ luật của người dân là một quan điểm phản khoa học. So với nhiều xã hội phương Tây và Đông Á, người Việt Nam rõ ràng kém hơn về nền tảng học thuật, thái độ chuyên nghiệp và khả năng tuân thủ kỷ luật trong thời bình. Tuy nhiên, người Việt Nam cũng đã chứng tỏ rằng mình trội hơn về khả năng thích nghi với hoàn cảnh, thái độ thư giãn và khả năng tuân thủ kỷ luật thời chiến. Những ưu, nhược điểm này không xuất phát từ chế độ độc đảng, mà là cách thích nghi với một vùng lịch sử và địa lý luôn bất ổn về mặt khí hậu, nhân khẩu, văn hóa, chính trị, ban giao, vân vân. Chúng ta nên chấp nhận và tìm hiểu cặn kẽ về quá khứ của mình để tìm cách phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai, thay vì đổ hết lỗi cho chế độ và chối bỏ quá khứ. Thứ hai, đa đảng, biểu tình, kỷ luật và phát triển chưa chắc đã đi đôi với nhau. Nước Đức thời Hitler và Singapore ngày nay rất kỷ luật, dù không có dân chủ đa đảng. Dù phong trào biểu tình mùa xuân Ả Rập từng có những biểu hiện kỷ luật, ôn hòa, giống hệt phong trào ở Hồng Kông hiện tại. Nó xuất phát từ những nước độc đảng và đã từng làm sụp đổ xã hội của Libya, Syria. Thứ ba, là một nạn nhân của tình trạng xung đột và cô lập thời chiến tranh lạnh người việt nam không nên quá lưu luyến với cách nghĩ của giai đoạn này việt nam nên thương giao với mọi quốc gia với tư cách là một nước độc lập và yêu chuẩn hòa bình thay vì liên minh với nước này để chống nước khác